Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 71 Nhất Trưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Địa sát tinh Chung Tấn Càn trông thấy nghĩa huynh của mình bị chết thảm thì gào lên một tiếng nhanh như chớp, xông tới Đào Như Hải, bất kể sống chết đánh ra liên tiếp 7-8 chưởng. Thế chưởng nào thế chưởng nấy đều mạnh mẽ như búa bổ kình phong giấy động ầm ầm. Thôi mạng vô thường Diên Tông Nam, Minh Phù Diêm Quân Kha Dục, Mê Dương Xà Nữ Thôi Nhân Nhân cũng đều ùa tới tấn công Đào Như Hải. Tiếp đó Vô Tình Tú Sĩ, Quyền Băng Lão Mỹ, Bắc Quốc Sông Ma và Lão Già Quái Dị cũng gia nhập cuộc chiến. Cuộc xô xát này thật vô cùng ác liệt. Quyền chưởng chỉ phong rít ầm ầm, cát đá bay mù mịt, những gốc thông to bằng miệng bát chung quanh cũng bị gãy rụng và cuốn thẳng lên không trong vô cùng rùng rợn. Thần Câu Song Sát nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau đứng nhìn, không tham gia cuộc chiến. Bóng Đào Như Hải cất tiếng hú dài rồi vọt người bay thẳng lên cao. Thân hình còn đang lơ lửng thì trong tay của lão đã giọt ra một thanh kim đao. Dùng nhanh lên một lượt, ánh thép sáng lóa cả một vùng, biến thành vô những điểm bạc từ trên cao cuốn thẳng xuống. Nghe hự một tiếng khô khan, Thôi Mạng Vô Thường Diên Tông Nam đã té lăn quài ra đất, trước ngực thủng bãi lỗ, máu trào ra như suối. Lũ yêu tà trông thấy thế thì vừa kinh hãi lại vừa tức giận, càng nổi cơn điên cuồng, ùa vào Đào Như Hải tấn công bất kể sống chết. Đào Như Hải siết chặt lưỡi kim đao ở trong tay tung hoành như một con rồng đang nổi cơn thịnh nộ giữa biển khơi. Ánh thép chiếu ngời khắp nơi, sao bạc chập chờn đây đó, thân hình của lão thoát ẩn thoát hiện. Lại một tiếng xoạt vang lên, một phần tay áo rộng của Quyền Băng Lão Mỹ đã bị đứt lìa bài tung lên trời. Cánh tay phải của lão ta cũng bị mũi đao rạch một đường dài 5 tấc. Đao pháp của Đào Như Hải quá ư là lợi hại, khiến cho bọn yêu tà bị đẩy lùi về phía sau 3 bước. Đào Như Hải vẫn đứng giữa vòng dây, dời lưỡi kim đao đưa ngang ở trên ngực. Mũi đao rung rung ngân lên tiếng dài không ngớt. Đôi mắt của lão già quái dị trở nên hết sức là âm u. Lão lạnh lùng nhìn thẳng vào Đào Như Hải rồi quát lên rằng: "Đào pháp mà ngươi sử dụng có phải là Thiên Khưu Cửu Thức đó không vậy?" Đào Như Hải cười ngất như điên cuồng rồi nói: "Nếu Đào mổ thực sự đã lấy được hàng thiết quan âm rèn luyện được Thiên Khưu Cửu Thức thì nãy giờ các ngươi đã mất mạng hết từ lâu rồi." Lão già quái dị lại quát lên: "Không hẳn là thế đâu." Đào Như Hải lên tiếng nói: "Các hạ có lẽ là sư thúc của Hàng Băng Lão Sư Hàng Phách Lão Nhân có phải không?" Hàng Phách Lão Nhân gằn giọng nói: "Ngươi còn biết được tên của ta thì thật là quý quá. Nếu ta sử dụng hàng phách thần công thì e rằng ngươi đã chết từ lâu rồi." Đào Như Hải cười ha hả nói: "Đào mổ chính là đang muốn thử hàng phách thần công xem nó lợi hại như thế nào đây. Nhưng chỉ e rằng nó không hạ nổi Đào mổ đâu." Hàng Phách Lão Nhân hết sức tức giận, y quát to lên: "Xin các vị hãy bước tránh xa một đường tên cho." Lũ yêu tà nghe thế liền nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau. Trong khi đó Thần Châu Song Sát đã bỏ đi đâu mất dạng rồi. Giữa lúc Đào Như Hải và Hàng Phách Lão Nhân đang ghìm nhau thì Vô Tình Tú Sĩ đã nhận định được sơ hở trong đao pháp của Đào Như Hải, nên sầm sì bàn tán với đồng bọn phải dùng chiêu nào để diệt trừ y. Vô Tình Tú Sĩ là một trong vũ nội bát kỳ, tài trí hơn người, trí nhớ lại siêu việt không ai sánh kịp. Quyền Băng Lão Mỹ vừa bị thua một đường kiếm, cảm thấy vô cùng nhục nhã, tâm tức hận không thể đánh tan xương nát thịt Đào Như Hải ra. Nam Thiên Ngũ Hung bị mất 2, nên hiện giờ cái mối thù đó không đội trời chung với Đào Như Hải, nhưng còn kiêng sợ đao pháp biến ảo của y nên chưa dám ra tay. Hàng Phách Lão Nhân tức giận tràn hông, sâu tóc đều dựng đứng cả lên, vận dụng toàn thể chân lực chuẩn bị tấn công. Riêng Đào Như Hải thì dựng đứng lưỡi đao lên, chiếu lập lòe ánh thép và chập chờn sao bạc. Toàn thể bọn người của Vô Tình Tú Sĩ ai đứng theo phương vị nấy, tập trung tinh thần thủ thế chờ đợi. Mỗi người đều sẵn sàng sử dụng võ công tuyệt học của mình,
cũng như những ám khí vô cùng lợi hại mà chỉ riêng họ mới có thôi. Ánh triều dương đang nhô lên ở chân trời phía đông, màu vàng chói lọi, muôn ngàn đợt sóng bạc trên mặt Thái Hồ mênh mông phản chiếu sang lên đến tận đỉnh Thiên Bình Sơn, làm cho ai nấy đều hoa cả mắt. Bỗng Hàng Phách lão nhân hừ to một tiếng, rồi cả hai tay áo giấy lên. Đào Như Hải vội nhún mình giọt lên cao ba thước, dùng mạnh cánh tay ra. Ánh thép lạnh ngắt chói lòa khắp nơi, lưỡi đào giúp đến đâu, sao bạc lập lòe đến đó. Minh Phụ Diêm Quân khai dục, dùng tay ném ra một nắm ám khí, tỏa khói đen mù mịt hôi tanh nồng nặc. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển cả núi đồi, khói đen cuồn cuộn, hơi lạnh thấu xương, thì nghe thấy một tiếng hự khô khan, rồi tất cả im lặng như cũ. Dần khói đen bị ngọn gió từ mặt hồ thổi đến, tan dần rồi trở nên nhợt nhạt. Cảnh vật ở đỉnh Thiên Bình Sơn đã có ít nhiều thay đổi. Lũ yêu tà đã biến đi đâu mất dạng, chỉ còn lại hai cái xác chết của Tả Phi Long và Diên Tông Nam đang bị băng tuyết đóng lồng lanh như pha lê và máu tươi lớm đớm mà thôi. Cỏ non khắp vùng cũng bị phủ lên một lớp sương lạnh trắng toát. Những cành thông cạnh đó cũng tương tự, nước nhỏ xuống tong tong. Xung quanh hơi lạnh tràn ngập, thoang thoảng mùi hôi tanh khiến ai ngửi cũng phải buồn nôn. Ánh thái dương chiếu rọi khắp nơi, cánh rừng xung quanh đang lộ màu xanh tươi mơn mởn. Địa chỉ cũ của Quân Hoa cùng trước kia của Ngô Dương, mái ngói còng sàn sát, lâu đài thủy tạ mọc khắp nơi, thì bây giờ chỉ còn lại một đống gạch vụn đổ nát, đâu đâu cũng mấy một màu thê lương tan tóc. Nơi một bức vách tường sụp đổ, có một lão già áo đen đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, trông chẳng khác nào một vị tăng nhân đang ngồi nhập định. Qua một lúc khá lâu, sắc mặt của lão ta mới thoáng hiện màu máu tươi, lồng ngực không ngớt nhấp nhô, có vẻ mệt nhọc lắm. Lão già ấy chính là hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Lão từ từ mở đôi mắt ra, chiếu ngời hai tia sáng trông thật là khủng khiếp, rồi thở phì một hơi dài nhẹ nhõm. Cách đó chẳng bao xa bỗng có tiếng bước chân thật khẽ, làm cho Đào Như Hải không khỏi kinh hoàng. Y đưa mắt về hướng đó, có tiếng động rồi quát to lên: "Ai đó?" Tiếng quát của lão ta rền như sấm nổ, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải kinh hoàng. Liền đó có một tiếng lạnh lùng đáp lại: "Chính ta đây." Câu nói vừa dứt, tức thì một bóng người bay thoát đến trước mặt của Đào Như Hải. Bóng người ấy gầy cao, trên lưng có dắt một thanh trường kiếm. Đào Như Hải đứng phát dậy, đưa mắt nhìn đăm đăm vào lão đối phương. Lão nhận ra người đó chính là Châu Nhân Ký. Châu Nhân Ký không ngừng đưa mắt nhìn khắp từ đầu đến chân của Đào Như Hải, y chẳng nói gì cả. Đào Như Hải giả bộ cất giọng lạnh lùng rồi hỏi: "Người là ai đây?" "Tại hạ là Châu Nhân Ký." Nói tới đây, Châu Nhân Ký dừng lời lại trong giây lát, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp: "Tôn giá đây có lẽ là vị lão tiền bối mà tại hạ có dịp gặp ở Hương Khấu Trấn một lần, có phải không?" Đào Như Hải không khỏi kinh ngạc và không khỏi luống cuống. Lão thừa nhận thì cảm thấy không hay, nhưng không thừa nhận thì cũng không được. Ở trong lòng lão ta không khỏi lấy làm lạ là tại sao Châu Nhân Ký lại nhận ra mình. Cuối cùng lão lắc đầu nói: "Lão phu không hề quen biết ngươi, mà cũng chưa hề đến Hương Khấu Trấn bao giờ." Châu Nhân Ký nghe thế thì đôi mắt lộ sắc buồn bã nói: "Nếu chẳng phải thì tại hạ thật là thất lễ quá." Nói đoạn y từ từ quay người lại bước đi. Đào Như Hải như sực nhớ ra điều gì, y to tiếng gọi: "Chậm đã, lão phu có điều này muốn hỏi." Châu Nhân Ký quay mặt lại nói: "Tôn giá có điều gì xin cứ nói nhanh đi, vì tại hạ còn vội phải đi tìm người nữa." Đào Như Hải cười nhạt nói: "Lão đệ, người mới nổi danh trên chốn võ lầm, tên tuổi giang dội cả hai miền Nam Bắc sông Trường Giang, gặp được thật là quý quá vô cùng. Chẳng hay lão đệ muốn tìm ai vậy? Lão phu cũng quen biết không ít nhân vật võ lầm đó. Biết đâu khi lão đệ nói lão phu nghe thì lão phu có thể giúp được gì chăng?" Châu Nhân Ký tỏ vẻ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Tại hạ đang tìm kiếm một vị lão tiền bối có ngoại hiệu là Hổ Trưởng Kim Đao Đào Như Hải.
Lão tiền bối ấy tên tuổi rung chuyển cả võ lâm, khắp vùng thần châu, không ai là không biết. Tôn giá chắc cũng nghe đến danh hiệu của ông ta rồi, nhưng chắc tôn giá không biết tung tích của ông ấy đâu. Đào Như Hải không khỏi giật nảy mình, sắc mặt biến đổi và nói: thì ra là ông ấy. Đôi mắt lão ta vừa chiếu ra những tia sáng lạ lùng, rồi sau đó nói tiếp: người lão đệ gặp ở Hương Khấu Trấn là Đào Như Hải sao? Trong nhân kỹ đáp: rất khó mà xác định, vì từ đầu đến cuối lão tiền bối ấy chẳng hề cho biết danh hiệu thật cũng như lai lịch của mình. Đào Như Hải nói tiếp: thế tại sao lão đệ lại biết đó chính là Đào Như Hải vậy? Châu Nhân Ký gượng cười nói: đó chỉ là sự phán đoán của tại hạ, vì ngoài ông ấy ra thì chẳng còn ai nữa. Đào Như Hải ngạc nhiên nói: tại sao vậy? Châu Nhân Ký đáp: vì kẻ khác thì không làm sao có được trình độ võ học cao cường tuyệt đỉnh như vậy. Đào Như Hải cất tiếng cười ha hả nói: hổ chưởng kim đao Đào Như Hải là một người lòng dạ ác độc, tính tình xảo quyệt thâm hiểm. Tất cả nhân vật chính phái đều nguyền rủa và có ý diệt trừ. Thế tại sao lão đệ lại tỏ ra tôn kính như vậy hả? Châu Nhân Ký cười nhạt nói: giữa cái thiện và cái ác chỉ là đường tơ kẻ tóc. Hơn nữa chuyện phải trái trong võ lâm thật khó bề mà xét đó. Mà chỉ chờ đến khi nào có người nằm yên trong quan tài rồi mới có thể nhận định được. Vậy tại hạ nào dám phỉ báng người ta một cách bừa bãi? Đào Như Hải gật đầu nói: tung tích của lão ta chỉ có một mình lão phù được biết thôi. Nhưng vì lẽ gì mà lão đệ lại muốn gặp lão ta gấp rút đến như vậy hả? Sắc mặt của Châu Nhân Ký lộ vẻ kinh ngạc và đáp rằng: ba hôm trước đây tại hạ có gặp một vị cao nhân trong võ lâm, và vị này có đưa một phong thư mật bảo tìm cách trao đến tay cho Đào Như Hải lão tiền bối. Vị cao nhân ấy đã dặn dò là không được làm mất phong thư này, đồng thời còn chỉ điểm cho tại hạ là cứ tìm xung quanh Thái Hồ sẽ gặp được Đào Như Hải lão tiền bối. Đào Như Hải cau mày hỏi: có thực thế không? Hãy đưa phong thư mật ấy cho lão phu xem. Châu Nhân Ký lộ vẻ luống cuống lắc đầu nói: tại hạ cần phải trao tận tay của Đào Như Hải lão tiền bối, xin tiền bối chỉ dùm đường đi nước bước, tại hạ vô cùng biết ơn. Đào Như Hải lúc này nói: lão phu chính là Đào Như Hải đây. Trong ý nghĩ của Đào Như Hải thì bất luận lời nói ấy của Châu Nhân Ký là thật hay giả, hoặc có âm mưu gì bên trong thì lão tự tin rằng cũng có thể đối phó được. Giờ đó lão mới đánh bạo nhìn nhận như vậy. Nếu lão thấy ra Châu Nhân Ký có gì gian trá thì sẽ xuống tài giết chết ngay. Châu Nhân Ký lộ vẻ kinh ngạc nói: nếu vậy người mà tại hạ được gặp ở Hương Khẩu Trấn chẳng phải là... Đào Như Hải ngắt lời: lão đệ không tin lão phu chính là Đào Như Hải hay sao? Nói đoạn lão ta dùng tay lên, sau một tiếng cách đã siết chặt lưỡi kim đao trong tay rồi nói: nghe nói rằng kiếm pháp của lão đệ rất cao cường, có phải không? Châu Nhân Ký không chờ lão nói hết câu, vội vàng khoát tay nói: chẳng cần phải làm như thế đâu, tại hạ tin lời của tôn giá là được rồi. Và lại nếu tôn giá không phải là Đào Như Hải thì phong thư này hoàn toàn vô dụng với tôn giá mà thôi. Vừa nói y vừa nhìn Đào Như Hải một lượt, rồi rút trong tay áo ra một phong thư đưa sang. Đào Như Hải không vội cầm lấy phong thư, mà đưa mắt nhìn vào dòng chữ đề ở bên ngoài. Lão ta thấy mấy chữ bay bướm, đề rõ ràng rằng: thân gửi Đào Như Hải huynh. Nét bút ấy hoàn toàn y hệt như nét bút đã viết tại gốc tùng lớn trước cửa Phúc Thọ Am trước đây. Bởi thế lão không khỏi biến sắc, nằm ngón tay run run nhận lấy phong thư, tâm trạng cũng không khỏi nặng nề như có một phiến đá đè nặng lên. Tất cả những cử chỉ và thái độ ấy không lọt qua được cặp mắt của Châu Nhân Ký, khiến gã thấy rất tức cười. Đào Như Hải xé phong bì, thò tay vào trong lấy ra một cánh thư dày đặc những chữ. Bức thư viết như sau: trước đây tại hạ có lưu bút tích trên một cột tùng lớn ở trước cửa Phúc Thọ Am, tin rằng các hạ đã xem qua và hiểu được mọi lẽ. Thì nhi của các hạ đến nay vẫn bình an vô sự, nhưng vừa rồi thần thủ báo ứng Lỗ Công Hành bất ngờ viếng thăm Tệ Xá, nhìn thấy sự hiện diện của họ nên không khỏi nhớ lại mối thù xưa,
và định sẽ xuống tay sát hại để thanh toán mối hận cũ. Tài hạ thấy vậy đã cố gắng khuyên giải hơn thiệt và không cho ông ấy xúc phạm đến thê nhi của các hạ. Vì thế mà thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành không thể làm gì khác hơn được. Kỳ hạn một tháng nay đã sắp hết rồi. Vị môn tôn giá vì sự an nguy của tôn thất và lệnh ái, mau mà đến thanh toán mọi ân thù, kẻo quá muộn ăn năn không còn kịp nữa. Bên dưới phong thư thì không có ký tên của ai cả, chỉ vẽ một cái hình đầu quỷ trông hết sức ghê rợn mà thôi. Sắc mặt của Đào Nhân Hải lạnh lùng như băng, xếp kỹ phong thư cất vào áo. Trong nhân ký chờ cho khi Đào Nhân Hải vừa thò tay vào áo thì sắc mặt bất chợt thay đổi, gã quát to lên: "Lão tặc tiên sư là Tuyền Cơ tử có phải bị chết dưới tay của ngươi không?" Câu nói vừa dứt thì y đã phi thân giọt thẳng lên không rồi nhào lộn đầu trở xuống, tuốt lưỡi tượng kiếm ra, dung thành một chuỗi sao bạc sáng ngời từ trên cao giáng thẳng xuống đầu của Đào Như Hải. Võ công của Đào Như Hải đã đến mức cao tuyệt đỉnh, nên trong khi ngọn gió vừa rít lên thì lão đã nhanh nhẹn lách mình nhảy ngang qua ngoài một trượng, đồng thời dung nhanh chưởng phóng ra. Tức thì một luồng kình phong cuốn thẳng về phía Châu Nhân Ký, mang theo bảy mũi bạch hổ đinh và 13 mũi tam tuyệt sách hồn châm, rít gió nghe dèo dèo. Châu Nhân Ký đánh hụt, thế kiếm rơi vào khoảng không, thân hình từ trên cao rơi nhẹ xuống đất. Y hoàn toàn không ngờ rằng mình đang rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa vì hành động của đôi bên đều quá nhanh, nên chẳng còn đủ thời giờ cho y lách tránh. Y đành liều mạng dùng thế phong quyệt lạc qua, dùng lưỡi kiếm thành một bức màn dày đặc, đỡ thẳng vào thế công của đối phương. Ngờ đâu luồng kình phong quá mạnh đã hất bay vần kiếm quang của Châu Nhân Ký. Những món ám khí tuyệt độc thì vẫn cứ bay dèo dèo tới, cắm vào 20 huyệt đạo quan trọng trên khắp người của y. Giữa lúc những mũi kim ám khí đó còn cách người của Châu Nhân Ký trong gang tấc và mạng sống của y cũng như chỉ mạnh treo chuông, thì bất ngờ có một luồng kình phong mạnh mẽ vô song không biết từ đâu cuốn thẳng tới, thổi bạc chúng đi nơi khác. Thân hình của Châu Nhân Ký cũng bị hất ra ngoài bãi tám trượng. Đào Như Hải cảm thấy thân hình bị rung chuyển mạnh, lão còn đang thắc mắc thì từ phía sau có một giọng cười lạnh lùng vọng ra, đồng thời có một tiếng nói: "Lão tạc, chính người lo mình còn chưa xong, vậy mà còn dám ra tay sát hại kẻ khác sao?" Câu nói vừa lọt vào tai thì Đào Như Hải không khỏi nổi da gà. Lão nhanh nhẹn xoay người lại, nhận ra đó là chàng thiếu niên che mặt, cũng chính là người đã xuất hiện ngăn chặn lão ta không cho sát hại Cửu Long giáo chủ. Chàng thiếu niên này đã làm cho Đào Như Hải có thêm một mối lo nghĩ băn khoăn, ngủ không yên giấc. Giờ đây lại gặp mặt thì lão không kinh hoàng sao được. Điều làm cho lão sợ nhất chính là viên phích lịch lôi quả đạn, một hung vật độc đáo riêng của thế ngoại nhất tà phích lịch thần quân, một ma đầu khét tiếng cách đây 100 năm mà chàng thiếu niên này đang giữ nó trong túi áo. Viên lôi quả châu ấy nếu mang qua sử dụng thì cả một vùng chừng mười mấy trượng vuông cũng bị sức nổ của nó hủy diệt tất cả. Người có võ công cao cường tới đâu cũng chống không nổi. Vì thế lão bất giác thối lùi ra sau một bước, đôi mắt sáng ngời như điện quát to nói: "Lại là ngươi?" Chàng thiếu niên ung dung đáp: "Đúng vậy, chính là ta đây." Đào Nhân Hải nói: "Tôn giá nếu quả đúng là môn đồ kế nghiệp của phích lịch thần quân thì hà tất phải che giấu chân diện mục như vậy?" Chàng thiếu niên che mặt cười ha hả nói: "Ta chẳng phải là kẻ đối đầu, mà cũng chẳng có kẻ thù quán chi với các hạ. Nếu để lộ chân tướng chẳng quá ra là thừa sao? Ta đã có lời khuyên tốt nhất là các hạ nên dẹp bỏ lòng gian ác, chân thành hối cải, hiện nay vẫn còn chưa muộn. Trái lại chờ đến khi đại họa lâm đầu thì dù có hối thì cũng không kịp nữa đâu." Vừa nói y vừa đưa cao cánh tay lên lắc qua mấy lượt. Đào Nhân Hải thấy rõ giữa ba ngón tay của y có một viên đạn tròn to cỡ hạt đào, màu tía lóng lánh. Lão vừa nhìn qua thì đã hồn phi phách tán, đôi chân nhún mạnh giọt người bay thẳng ra xa, lướt nhanh như điện chớp, chỉ trong phút chốc là đã mất hút. Châu Nhân Ký đang đứng cách đó ngoài một trượng bỗng kêu to lên: "Thiếu hiệp, sao lại để cho lão tặc ấy chạy trốn chứ? Thả cọp về rừng rồi nó sẽ gây họa cho nhân gian." Chàng thiếu niên che mặt đưa tay lên gỡ dung lụa.
thì ra đó chính là Tiêu Tông Kiệt. Chàng nhướng cao đôi mày cười to nói: Châu huynh xin đừng quá nóng nảy, lão tặc ấy không phải tầm thường đâu. Tại hạ không tin rằng mình có thể thủ thắng được trong một vài thế đánh. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, sẽ có một ngày lão ta phải chịu đền tội mà thôi. Châu Nhân Ký cất tiếng than rằng: Lão ta chạy tốt như vậy, rồi đây trong giang hồ có phải có thêm không biết bao nhiêu là quan hồn uổng tử nữa. Tiêu Tông Kiệt lúc này nói: Lão ta không chạy tuột đi đâu xa đâu, xin Châu huynh hãy an lòng. Tại hạ nhất định tìm cách bắt tên lão tặc ấy phải nhìn nhận mọi tội lỗi của mình, để Châu huynh được toại nguyện, và cũng để cho lệnh sư được ngậm cười nơi chính suối. Nói tới đây chàng dừng lời lại trong giây lát rồi tiếp rằng: Xin Châu huynh hãy trở về trước, hiện giờ tại hạ còn có một việc gấp cần phải làm, khi xong xuôi tại hạ sẽ trở về ngay. Nói đoạn hai người chia tay, mạnh ai nấy lướt đi. Mặt trời nóng bỏng như lửa, khiến cho bầu không khí khắp nơi đang hết sức là oi bức. Đào Như Hải đang tiếp tục lướt đi trên một con đường núi. Trong một khu rừng dày đặc, có một gian nhà to ẩn hiện giữa nhành lá đang lay động theo chiều gió. Chung quanh gian nhà này có rất nhiều tùng bách cổ thụ mọc dây quanh, nhánh nhóc cong vòng che rợp trời, bóng râm mát mẻ, tiếng ve sầu kêu dìu dặt khắp ngọn cây. Nơi này không khí oi bức như mùa hạ, mà đâu đâu cũng có gió thổi phe phẩy mát dịu. Đào Như Hải lướt tới bên ngoài gian nhà to lớn ấy thì không khỏi giật mình, y dừng chân đưa mắt nhìn khắp bốn bên rồi thầm nghĩ: Chung quanh đây có rất nhiều trạm canh bí mật, thế tại sao lại chẳng thấy động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ chúng nó lại bị hạ độc thủ hết rồi hay sao? Những nghi ngờ trong lòng của lão hóa ra hoàn toàn đúng với sự thật. Lão đã nhìn thấy ở cánh rừng tùng cách đó không xa có ba cái xác chết đang nằm lăn trên đất. Lão vội lao người đến đó. Ba cái xác chết ấy đều bị đánh vỡ sọ, máu óc bắn ra tung tóe, chứng tỏ số nạn nhân này đã bị đối phương dùng một thủ pháp mạnh để hạ sát, nên cảnh tượng chết của bọn chúng trông hết sức ghê rợn. Đào Như Hải trông thấy thế thì biết sự việc đã không hay rồi. Lão nhanh nhẹn giọt thẳng người nhắm hướng căn nhà mà lao vút tới. Ở trong nhà là một cảnh tượng thảm khốc. Lê Kim Hành nằm chết bên góc tường, đôi mắt đã bị kẻ địch móc mất, chỉ còn lại hai cái lỗ sâu quắm đầy máu bầm. Trước trán bị đánh vỡ một đường to, lồng ngực cũng bị vỡ toang ra, quả tim bị móc mất đi, tạng phủ đổ hết cả ra ngoài. Trước cái chết ghê rợn của Lê Kim Hành, dù cho Đào Như Hải là một con người khét tiếng tàn ác cũng không khỏi kinh hoàng biến sắc. Khắp trong gian nhà, đầu đầu cũng có xác chết nằm la liệt, trông hết sức là khủng khiếp. Tất cả những cao thủ chính phái mà họ giam giữ cũng đã đều được giải thoát hết cả, chỉ còn Đào Như Hải sống sót. Còn thì ngay đến một con gà con chó cũng bị đối phương giết sạch tất cả. Đào Như Hải dẫn đến râu tóc dựng đứng, hai mắt lộ tia sáng ghê rợn, y lẩm bẩm: Quả là một lũ người hết sức là ác độc mà. Lão phù nếu không trả được cái mối thù này thì quyết không chịu ngồi yên. Bỗng ngay lúc đó có một chuỗi cười lạnh lùng bay theo gió vọng đến. Việc đó e còn khó hơn lên trời nữa đó. Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt, lão lao người ra dung chưởng đánh thẳng về hướng có tiếng nói. Y quát to lên: Lũ chuột muốn tìm lấy cái chết sao? Chưởng lực của lão ta hết sức mạnh mẽ, cuốn tới như triều dân sóng dậy. Một cây to bị chưởng lực đánh gãy lìa, nhành lá tung bay đầy trời, các bụi mịt mù trong đây đó hết sức là ghê rợn. Nhưng giọng nói kia nãy lại từ phía sau lão ta vọng lên: Đào Như Hải, tức giận chỉ có hại đến tấm thân mà thôi, chẳng có ích lợi gì trong chuyện đối phó với những chuyện này đâu. Mau tìm hiểu số người kia tại sao mà chết, như thế ông có biết trả lời của ta không ngoa chút nào cả. Đào Như Hải khựng người lại rồi hỏi: Tôn giá là ai? Nhưng chung quanh vẫn im lặng như một cõi chết, chẳng hề nghe một câu trả lời nào, chứng tỏ đối phương đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Đào Như Hải chỉ còn biết trơ trơ tức giận xuông một mình, mặt tái xanh như chàm, chẳng thể nào làm gì hơn được. Liền đó lão bèn xem xét kỹ lại từng xác chết và không khỏi rùng mình liên tiếp. Sự xúc động của lão từ trước đến nay chưa hề có.
lão có cảm giác là cả trời cao đang sụp xuống đè lên người lão. Thì ra tất cả số người kia đều bị trúng ngũ vân xà đầu đinh, chứng tỏ Lỗ Công Hành thực sự chưa chết. Lão là người xét đoán nhanh nhẹn nên đoán rằng Ngọa Long Cốc chủ Đồng Hải Xuyên cũng như thần thủ báo ứng Lỗ Công Hành và một số đại địch khác sở dĩ chưa ra mặt đối kháng với lão là gì? Bọn họ chưa biết rõ tung tích của phó hàng Thiết Quan Âm nên mới diệt trừ bọn thủ hạ của lão trước, khiến cho lão bị cô thế, không còn xoay sở gì được mà bắt buộc phải tự động dâng phó hàng Thiết Quan Âm cho đối phương. Nghĩ như thế cho nên Đào Như Hải không khỏi cười nhạt. Lão nghĩ thầm, lão phù nhất định không cho bọn mi được tội nguyện, mà phải làm cho bọn mi chết thảm thì mới hả được cơn giận của lão phù hôm nay. Nhưng lão lại nghĩ đến hoàn cảnh của Thê Nhi, cùng với bọn người đối địch ai cũng có võ công cao cường, tài trí vô song, rồi bỗng cảm thấy cùng đường mạt lộ hết sức là bi quan. Liền đó sắc mặt của lão lại biến đổi, thoáng hiện một làn sát khí, rồi dùng thế thần long cửu tiêu trong nháy mắt đã lướt đi mất hút. Trong gian nhà to bỗng có mấy bóng người xuất hiện, phi thần nhắm hướng Đào Như Hải đuổi theo như gió cuốn. Bóng Tịch Dương đã ngã về tây, hoàng hôn trùm kín cả vũ trụ. Trên mặt Thái Hồ sóng nước đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà. Những con nhạn trắng bay lượn đó đây, những cánh buồm căng gió nhấp nhô xa gần, càng làm cho cảnh sắc thêm ngoạn mục, ai nhìn thấy cũng cảm thấy thư thái ở trong lòng. Giữa sóng nước mênh mông bỗng xuất hiện một cánh buồm con bập bềnh trôi theo dòng sóng, khi ẩn khi hiện trên chiếc thuyền ấy. Vô Tình Tú Sĩ đang nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt tái nhợt. Lão ta đã ngồi trên cái thuyền không ngớt nhấp nhô này suốt một ngày qua. Trận sâu sát trên Thiên Bình Sơn, tuy lão ta may mắn thoát chết, nhưng đã bị chưởng lực và đao chiêu của Đào Như Hải làm cho nội thương nặng nề, phải bỏ chạy tháo thân. Lúc đó lão nhắm phía dưới của giọng hồ đào buông mình rơi thẳng xuống, cũng may mà rơi vào một chiếc thuyền nhỏ bỏ trống, dội tắt dây cho chiếc thuyền trôi bồng bềnh theo dòng nước Thái Hồ, rồi vận dụng chân lực điều hòa hơi thở lo việc điều trị nội thương. Ngoài ra đồng bọn của lão vận may như thế nào lão cũng chưa biết, nhưng đoán chắc họ cũng không có hơn gì mình. Vì thế lão hết sức là căm hận Đào Như Hải, và cũng hối hận là mình quá khinh địch tự phụ nên mới gặp phải một thất bại chua cay đến như thế. Giờ đây trên mặt hồ bỗng lại xuất hiện một chiếc thuyền đang lướt nhanh như tên bắn. Người ngồi trên thuyền không ai khác hơn chính là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình. Hai chiếc thuyền sắp sửa lướt qua nhau thì cả hai người trên chiếc thuyền đều nhận rõ mặt nhau. Thiết Chỉ Thư Sinh không khỏi kêu ủa lên một tiếng rồi nói, chẳng phải là Vô Tình lão sư đó sao? Vô Tình Tú Sĩ tuy có sự chống đối ngầm với Thiết Chỉ Thư Sinh, nhưng sự giao thiệp của kẻ tiểu nhân thường nhắm vào những quyền lợi vật chất, vì thế ngoài mặt họ vẫn làm ra vẻ tương đắc. Lão cười to nói, bạn cố tri thì ở đâu cũng có thể gặp được, quý quá thay, quý quá thay. Hai chiếc thuyền đã cập sát vào nhau nên Thiết Chỉ Thư Sinh đã trông thấy rõ thân hình tiều tụy tơi tả của Vô Tình Tú Sĩ. Lão cũng là một người gian xảo có tiếng, nên vừa nghe qua tiếng cười có vẻ gượng gạo cùng dáng điệu sốc xếch của Vô Tình Tú Sĩ đã thầm đoán biết là có chuyện không hay. Nhưng lão ta không ngờ rằng Vô Tình Tú Sĩ lại bị tả tơi đến như vậy là do Đào Như Hải mà ra, nên cười thầm nghĩ bụng, nhân vật tên tuổi như Vũ Nội Bát Kỳ mà tài nghệ thì cũng chỉ thế mà thôi. Lão nhìn Vô Tình Tú Sĩ rồi làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, Vô Tình lão sư sao trông có vẻ thiểu não vậy? Vô Tình Tú Sĩ nghe qua gượng cười rồi đáp, vì nhất thời khinh địch nên mới ra nông nỗi này. Thiết Chỉ Thư Sinh cười nói, còn có kẻ nào lại dám cả gan xúc phạm đến Vô Tình lão sư hay sao? Có lẽ kẻ ấy lai lịch không phải là tầm thường đâu ha. Nghe giọng nói của y lộ vẻ xiên xỏ khinh miệt, Vô Tình Tú Sĩ tất nhiên nhận ra được điều đó. Lão nóng mặt cười nhạt rồi nói, nếu Thiết Chỉ lão sư đánh nhau với hắn thì tin rằng tình trạng còn thê thảm hơn Lệ Mổ nữa đâu. Thiết Chỉ Thư Sinh cười cười hỏi, ai vậy? Vô Tình Tú Sĩ trầm giọng nói, là Đào Như Hải đó.
Sắc mặt của Thiết Chỉ Thư Sinh biến đổi ngay. Lão lên tiếng nói: Lại là hắn. Con người ấy nếu không trừ đi thì thật không làm sao mà ăn ngon ngủ yên cho được. Chính tại hạ cũng bị lão làm cho điêu đứng đây nè. Vô Tình Tú Sĩ lạnh lùng nói: Có phải Thiết Chỉ lão sư muốn nói nên chuyện ở Phúc Thọ Am phải không? Thiết Chỉ Thư Sinh gật đầu nói: Nếu Vô Tình lão sư không chê thì trên thuyền tại hạ có sẵn rượu thịt. Lão sư qua đây ta cùng uống rượu, đồng thời bàn kế hoạch diệt trừ tên lão tặc ấy có được không? Vô Tình Tú Sĩ vui vẻ nhận lời ngay. Lão ta gượng cười nhảy qua thuyền của Thiết Chỉ Thư Sinh rồi nói: Nếu tình hình hiện giờ chúng ta chưa hợp lực được thì cả hai cùng có lợi. Nếu không thì đảm bảo không thể tránh khỏi bị Đào Như Hải dùng độc kế hạ từng người một. Việc xảy ra tại Phúc Thọ Am cũng như một hồi chuông báo động. Chẳng lẽ Thiết Chỉ lão sư không biết Châu Thiệu Khương chính là Đào Như Hải cải trang hay sao? Thiết Chỉ Thư Sinh nghe qua gượng cười nói: Châu Thiệu Khương và tại hạ trước kia giao du rất thân mật, ngờ đâu lại bị Đào Như Hải hạ độc thủ, rồi giả dạng y tìm đến tại hạ. Vì vậy tại hạ mới làm mưu gian của lão tặc đó. Đến ngày nay mỗi khi nhớ lại tại hạ đều nghiến răng căm hận. Sau đó Thiết Chỉ Thư Sinh lại hỏi Vô Tình Tú Sĩ: Tại sao lại đụng độ đến với Đào Như Hải? Mọi chuyện xảy ra thế nào? Vô Tình Tú Sĩ cũng đem mọi chuyện xô xát kể lại tỉ mỉ cho lão nghe. Thiết Chỉ Thư Sinh nghe xong không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Lão nói: Nếu không diệt trừ tên lão tặc đó thì có ngày chúng ta đều chết không có đất chôn thầy. Nói tới đây sắc mặt của lão trở nên nghiêm nghị, đưa mắt nhìn thẳng vào Vô Tình Tú Sĩ rồi nói tiếp: Tại hạ giả vờ đi ngắm phong cảnh của Thái Hồ, thực chất là đang khổ tâm suy nghĩ tìm một đối sách đối phó với Đào Như Hải. Tại hạ đã nghĩ kỹ rồi, nếu không lấy được pho hàng Thiết Quan Âm cũng như Giáng Long Kinh thì chắc chắn không còn con đường nào có thể thực hiện được mục đích đó. Vô Tình Tú Sĩ cười nhăn nhó nói: Chuyện ấy không dễ làm đâu. Thiết Chỉ Thư Sinh bỗng quả quyết nói: Trên đời này không có chuyện gì khó, chỉ e lòng người sợ khó mà thôi. Theo lời đồn đãi thì quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền hiện đang ẩn cư tại một hòn đảo quan giữa Thái Hồ. Có lẽ là Vô Tình lão sư vì phải tìm nơi vắng vẻ để trị nội thương nên không được biết. Tại hạ tin rằng chuyện đó là thật. Vô Tình Tú Sĩ lúc này nói: Nếu nói thế thì việc đó chắc chắn Ngụy Hùng Hào cũng đã biết được rồi. Chi bằng chúng ta đi đến Sơn Minh ở phía tây Động Đình bắt Ngụy Hùng Hào trước có phải là hay hơn không chứ? Thiết Chỉ Thư Sinh gật đầu nói: Tại hạ cũng có nghĩ đó, nhưng vì đi một mình không khỏi cô thế, mà dắt một số đông theo lại sợ giang hồ chơi cười ỷ đông hiếp yếu, nên vẫn còn do dự chưa biết phải làm sao. Vô Tình Tú Sĩ cười nói: Ta và ông nào phải người dễ bị trêu chọc, ta cùng đến đó thôi. Thiết Chỉ Thư Sinh thở dài nói: Nói thì nói thế, nhưng nếu chúng ta có thể đến đó thì Đào Nhân Hải cũng có thể đến đó được. Tình hình không dễ chịu đâu. Vô Tình Tú Sĩ không khỏi ngơ ngác cười nhạt nói: Thật không ngờ Thiết Chỉ Thư Sinh bị rắn cắn một lần mà 3 năm sau trông thấy sợi dây thừng vẫn còn sợ. Thiết Chỉ Thư Sinh đỏ mặt nói: Cũng phải đề phòng chứ. Nói tới đó y bỗng cất tiếng cười lớn rồi nói tiếp: Vô Tình lão sư hào khí ngất trời, làm cho tại hạ cũng phấn chấn theo. Được, huynh đệ chúng ta cùng đến đó. Nói đoạn y quay mũi thuyền lại nhắm hướng Tây Động Đình mà lướt tới. Một dần trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời cao, chiếu rọi ánh sáng dằn vặt xuống Thái Hồ, làm cho mặt nước trong sáng như gương. Giữa khung cảnh trời cao lồng lộng, mặt nước nhấm chô này thì ai cũng phải say đắm. Trên mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền lớn 3 buồm đang lướt nhanh. Trên thuyền gắn một chiếc đèn tỏa ánh sáng vàng nhợt. Rồi xuống chiếc thuyền nhỏ của Vô Tình Tú Sĩ và Thiết Chỉ Thư Sinh. Hai lão quái ma trông thấy thế không khỏi sửng sốt, cùng đưa mắt nhìn lên. Trước mũi thuyền có 3 bóng người đang đứng sát vào nhau. Người đứng chính giữa tay cầm một ngọn đèn soi thẳng vào thuyền của hai lão. Liền đó có một tiếng quát to như sấm: Ai vậy? Đêm khuya sao lại nhớ nhơ trên mặt hồ làm gì? Vô Tình Tú Sĩ cười nhạt nói:
Ngụy Hùng Hào xem thái hồ này như là của riêng, thật khiến cho người ta tức cười quá đi. Một tiếng quát to nữa lại vọng đến. Bằng hữu, ăn nói hãy cẩn thận nha. Câu nói vừa dứt thì vô tình tú sĩ đã nhắm chiếc thuyền to lao dứt tới. Chân của lão chưa đứng vững trên thuyền thì tay phải đã nhanh như chớp dùng chưởng đánh ra. Một tiếng ôi chao vang lên. Cùng một lúc với tiếng kêu đó, gã đàn ông chính giữa đã bị lão đánh văng xuống nước. Gã đàn ông bên trái biến hẳn sắc mặt, dùng lưỡi đao thép lòe ánh sáng lên chém thẳng vào lão ta, đào thế hết sức mãnh liệt, rít gió nghe vèo vèo. Vô tình tú sĩ nào coi đám thủy tặc ấy ra gì, lão lách mình tránh ngang, rồi vung tay kẹp cứng lưỡi đao của đối phương, chưởng trái tung mạnh ra đánh thẳng vào ngực của gã đàn ông ấy. Chỉ nghe phịch một tiếng, gã đàn ông bị chưởng lực đánh trúng vào ngực, xương cốt đều bị gãy nát, tầm mạch cũng dở, miệng trào máu tươi té ngửa chết ngay. Trong môi thuyền bỗng có một bóng người nhanh nhẹn lao ra quát to lên rằng: Bằng hữu, quả là người tâm địa ác độc, không làm sao buông tha cho ngươi được nữa rồi. Một thanh đoản kiếm chiếu ngời ánh sáng nhanh như chớp nhắm vào ngực của vô tình tú sĩ mà đâm thẳng tới. Vô tình tú sĩ hừ một tiếng đứng yên không thèm nhúc nhích. Mũi kiếm của đối phương còn cách lão độ chừng một thước thì bỗng dừng lại. Chừng ấy lão mới nhận thấy đối phương là một lão già gầy, tuổi độ ngũ tuần, đôi mắt sáng quắc không ngớt nhìn chòng chọc vào mình như muốn đoán biết lai lịch của đối phương. Lúc ấy Thiết Chỉ thư sinh cũng đã nhảy qua chiếc thuyền lớn rồi, chắp tay ra sau lưng đứng nhìn đôi bên đang thủ thế. Từ trong khoang thuyền có khoảng 10 tên thủy tặc nữa ùa ra, nhưng chúng đều khiếp sợ võ công của vô tình tú sĩ mà chỉ đứng vòng quanh không dám ùa vào tấn công. Vô tình tú sĩ bỗng phá lên cười và nói: Tại sao tôn giá chưa ra tay vậy? Người kia sau khi nhìn rõ lai lịch của hai lão thì không khỏi rùng mình, thu kiếm lại rồi cất tiếng cười nói: Thật không ngờ vô tình tú sĩ và Thiết Chỉ thư sinh, hai nhân vật tên tuổi lẫy lừng bốn biển, mà lại đi gây sự đánh nhau với đám vô danh tiểu tốt. Tại hạ tự biết mình không địch nổi, bây giờ hai vị muốn chém muốn mổ thì tùy ý đi, nhưng tại hạ không rõ vì lẽ gì mà hai vị đến đây gây sự như vậy. Vô tình tú sĩ cười gằn nói: Một lũ ngang tàn hống hách, toàn là đáng chết mà. Lão già nghe qua không khỏi rùng mình luôn mấy lượt. Thiết Chỉ thư sinh vội vàng nói: Đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, thôi bỏ qua đi. Nhưng chúng ta muốn gặp Ngụy đương gia, tôn giá có thể đưa chúng ta đến gặp được không? Lão già lộ vẻ sửng sốt nói: Nhị vị đến đây thật là rủi rồi. Hồi sáng sớm này đương gia đã đi Kim Lăng để lo chuyện hôn nhân của thiếu đương gia, đến tối mai mới về kịp. Nếu nhị vị có chi gấp thì cứ nói với tại hạ. Tại hạ là Tiền Chấn Trạch, giữ chức vụ tuần hồ đà chủ. Thiết Chỉ thư sinh mỉm cười nói: Tiền đà chủ, nghe người ta đồn đãi bảo là Âu Dương Tuyền hiện đang ẩn cư tại một hòn đảo nhỏ hoang vắng giữa Thái Hồ, chẳng biết có chuyện đó hay không vậy hả? Tiền Chấn Trạch đáp: Quả có như thế, nhưng nơi ẩn cư của lão ta chung quanh có đến 23 hòn đảo nhỏ dây bọc, nằm chằng chịt như một bàn cờ, nước sâu lại chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó lại là một trận đồ trời sinh, quanh co khúc khuỷu vô cùng, người đi dễ lạc vào đường cùng chắc chắn sẽ mất mạng. Giữa ông ấy và tệ đương gia từ trước đến nay không ai xâm phạm đến ai, mà cũng chẳng hề qua lại với nhau bao giờ. Vô tình tú sĩ cười nhạt nói: Thế sao Ngụy đương gia lại giữ kín như vậy? Tiền Chấn Trạch lại đáp: Vì đôi bên là láng giềng, nếu gây sự hiểu lầm thì qua sẽ vào mình ngay, nên buộc phải im miệng để khỏi sinh rắc rối. Nói tới đây lão nhìn hai tên ác ma một lượt rồi nói tiếp: Có lẽ nhị vị đến đây vì pho hàng Thiết Quan Âm. Vô tình tú sĩ gằn giọng ngắt lời: Đúng vậy, phiền Tiền đại chủ dẫn đường đến đó. Thì Chấn Trạch lộ sắc lúng cuống không biết trả lời ra làm sao. Vô tình tú sĩ quát to lên: Người không bằng lòng. Thì Chấn Trạch than dài: Hay, nếu nhị vị muốn đến đó lẽ nào tại hạ không bằng lòng, nhưng tại hạ chỉ có thể dẫn đường đến những hòn đảo nhỏ chung quanh đó thôi, vì tại hạ từ trước đến nay cũng chưa hề ghé ngang qua chỗ trú ngụ của Âu Dương Tuyền lần nào cả.
Khi đến đó, nhị vị có thể dùng thuyền nhỏ xâm nhập, xin thứ lỗi tại hạ không thể làm hơn được nữa. Thiết chỉ tư sinh cười lớn nói, đó là lẽ tất nhiên rồi. Cái ơn chỉ đường này tất sẽ có ngài bọn ta đền đáp. Chứ ai lại đi gây khó khăn cho tiền đà chủ, xin người cứ an lòng đi. Tiền Chấn Trạch vòng tay thi lễ rồi nói, nếu thế thì tại hạ xin đích thân cầm lái. Nói đoạn lão ta liền xoay người chạy đăm đăm ra sau lái thuyền. Vô tình tú sĩ đưa mắt nhìn đăm đăm về phía thiết chỉ thư sinh, tựa hồ không đồng ý với cách giải quyết đó. Thiết chỉ thư sinh mỉm cười nói nhỏ, chừng tới đó mình sẽ có cách khác, giờ phải nói sao cho hắn yên tâm chứ. Vô tình tú sĩ lắc đầu nói, vạn nhất hắn nhảy xuống nước rồi đục thuyền cho chìm, trong khi ta và ông đều không biết lỗi thì tính làm sao. Thiết chỉ thư sinh cũng không khỏi biến sắc, y nhanh nhẹn nhắm hướng lái thuyền lao giúp tới. Tiền Chấn Trạch trông thấy thiết chỉ thư sinh chạy như bay tới thì trong lòng đoán được chuyện gì, y mỉm cười nói, thiết chỉ tiền bối có ý ngờ vực tại hạ mưu gian để hãm hại nhị vị sao? Tục ngữ có câu, đã dùng thì không nghi, còn nghi thì không dùng. Tại hạ dù có đưa tay lên trời thề cũng vô ích thôi. Thiết chỉ thư sinh thấy Tiền Chấn Trạch đoán biết được tâm ý của mình thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao lão cũng là một nhân vật có nhiều mưu lược, nên nhướng cao đôi mày cười ha hả nói, tiền đà chủ, tại hạ nào có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua xuống đây để nói chuyện hỏi tiền đà chủ về gió công của Âu Dương Tuyền để chuẩn bị đối phó mà thôi. Tiền Chấn Trạch lúc này nói, chẳng nói giấu gì lão tiền bối, tại hạ chưa bao giờ gặp Âu Dương Tuyền, nên cũng không biết võ công của lão ta cao thấp tới nào. Tuy nhiên theo lời đồn đại của mọi người và tại đương gia thì võ công của lão rất cao cường, tuyệt đỉnh đó. Quý thính giả thân mến, Nhất Chưởng Đồ Long phần thứ 71, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 72 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.